Để đảm bảo tính thẩm mỹ cho khoang trần thì việc sử dụng phào chỉ trang trí khi thi công là điều không thể thiếu. Có nhiều chất liệu phào chỉ khác nhau nhưng phào chỉ nhựa lại được ưa chuộng hơn cả, không chỉ bởi tính thẩm mỹ mà nó còn có trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và giá cả phải chăng. Taka Decor mang tinh hoa đến mọi công trình. Thao tác cắt ghép phào chỉ nhựa không mấy khó khăn bởi yêu cầu về kỹ thuật thi công phào chỉ chỉ đơn giản là keo và đinh vít các bạn chỉ cần đo cắt thanh phào chỉ cho phù hợp với vị trí cần ốp, bôi keo lên mặt sau của thanh phào chỉ và sử dụng đinh vít để cố định thanh phào chỉ là xong. Với trần nhựa giật cấp thì phào chỉ được sử dụng thường là phào cổ trần, nẹp góc âm và phào khuôn tranh. Phào cổ trần được sử dụng ở vị trí giật cấp và vị trí tiếp giáp giữa tường với trần. Còn chỉ viền hay được gọi là nẹp góc âm thường sử dụng để che vị trí tiếp giáp giữa trần cấp 1 và vách dựng của trần cấp 2. Còn phào khuôn tranh thì được tạo thành khung trang trí ở giữa trần để tạo điểm nhấn, mang lại nét đẹp hài hòa cho không gian. Các bạn đang có nhu cầu mua vật tư hay là cần thi công chọn gói thì hãy liên hệ đến số hotline của nội thất Taka hoặc để lại bình luận ở bên dưới của video này để tư vấn viên của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Các bạn hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.